chào các bác. Lại chào đón các bác trở lại series video làm cây đêm các bác nhé. Làm cây đêm vẫn sướng các bác. Mấy hôm vừa rồi làm cây ngày mà cảm xúc nó không sâu bằng làm cây đêm. Đấy, làm cây đêm cảm giác như chúng ta đang có một cái lớp phông ở đằng sau các bác, và nó rất là tĩnh, làm rất là hay. Nó gần như là không có những yếu tố bên ngoài chi phối. Đấy, thì hôm nay tôi cây này tôi bắt từ mấy hôm nhưng mà chưa kiếm được chậu. Đấy, một cây xanh dáng làng, chất liệu là xanh quê nhưng mà điền hạt, xanh điền hạt, lá rất đẹp, chẳng kém gì điền, và chất nở cũng như là độ khỏe thì không kém điền. Đấy, không kém điền, các bác nhìn ở đây là các bác biết. Đấy, một cây dáng làng ba thân, cũng có thể gọi ba vai được các bác, ba vai chung một điểm gốc. Cây dáng làng xinh xinh, không quá nhiều tiền. Giờ tiền nhiều đâu mà bắt đồ nhiều tiền lắm á, cứ bắt cái đồ vừa vừa này, dưới chục cho nó êm. Có mai thì mai hôm qua vừa nãy có bắt một con mười mấy nữa rồi, nhưng mà còn chưa về nơi, sợ mai cấm Hà Nội cấm đi lại thì phiền lắm. Thôi thì cứ bắt cái đã. Đấy, quay trở lại cái này. Hôm nay mới kiếm được hai cái chậu tàu cũ. Cái chậu này bẩn bẩn nhưng mà tàu rồi các bác nhé, tàu cũ đấy, tôi phải rửa đi thì nó mới nổi lên được. Còn cái này thì cái men sáng này các bác nhìn thấy, đồ hàng đất nung đẹp, chậu tàu cũ đẹp. Cái này kích thước là 3826, còn cái dưới là 4530. Đấy, thì trồng cây này lên cái 3826 này có vẻ là vừa khít đây. Đẹp đấy. Chậu rất là đắt tiền các bạn. Đấy, à vào đây. Hôm qua đây mua online một ba cái bộ đồ này. Một kìm Japan này, Nhật này. Ở đây một cái kìm cắt dây nhôm, với lại cái này bấm những cái mầm nhỏ cũng được nhá. Cũng rất là hay, rất là khít. Kéo tỉa. Đấy, đồ rất hay đấy. Tất nhiên nó không thể nào mà siêu phẩm, nhưng mà nó không thể nào là đồ đắt tiền, nhưng mà cắt này bền chán các bạn. Tốt đấy. Đấy, quay trở lại cái này các bác nhá. Ướm thử xem cái chậu nào gợt để tôi trồng luôn các bác nhá. Hơi lạnh lạnh lắm. Nó lạnh lạnh. Hơi lạnh lạnh. Lại là vừa nãy có một bác comment trên video là suốt ngày ông thấy làng. Đâu không phải, gần đây mới có mấy cái làng thôi. Nếu mà thích làng tất cũng sai. Bác thích dáng cái khác thì bác cứ chơi đi. Bác phải muốn điều chỉnh cả sở thích của người khác thì chịu. Đấy, nhấc xuống. Như cầu phải mở rồi. Tôi nói vừa như in. Sợ luôn. Thì thôi cái này thì rộng rồi. Cái dưới thì thôi. Bố mẹ vừa thế. Chết giờ như hoàng hậu lên ngôi các bạn. Chết giờ đấy. Trồng xong phát đã các bạn. Xong tôi sẽ cắt tỉa nhá.
Đúng là chỉ cho lên cái chậu hợp cái nó lên tầm cao mới các bác. Cây thì vẫn nguyên, chưa sửa cái gì cả. Đấy, ưng quá, cái chậu này vừa khít 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 luôn. Mà kiếm cái chậu này giờ ít lắm. Tàu cũ này ít lắm, tôi thích những cái mẫu nó đơn giản như này thôi. Đấy, để trồng đã các bác nhé. Cho mấy cái ống hút vào đây là ngon. Tất từ chỗ sẵn rồi, chỉ được trồng thôi. Toàn là xỉ than với sơ dừa thôi. Bây giờ làm. Bây giờ mới làm không này. Đây, chỗ này cắt giật khá là ổn. Thank you.
Bây giờ này sửa sửa hôm nay tay bên này thì ok rồi, có thể hạ cái này xuống một nhịp nữa đây, cho rụt dịt hẳn đi. Đây, cho rụt dịt hẳn đi. Này rụt rịt hẳn nữa. Đấy. Lấy phần âm xuống này cho nó dễ, cho nó đẹp. Rồi. Đây. Đây. Đấy. Rụt dịt chưa? Rồi cái tay này, cái tay này các bác này hơi vảnh như này đúng không? Giờ tôi sẽ khấu phần dương này, khấu phần dương đây, tôi hạ xuống đây một chút. Đấy, thực tế mà nói nuôi luôn cũng ok, nhưng mà ý của mình thích làm cái kiểu khác. Đấy, nó không có đúng sai các bạn, mà ý tưởng mình muốn làm như nào thôi thì mình cứ thực hiện thôi. Đây, phần này tôi sẽ khấu vát ở đây để tôi bẻ nó xuống. Tôi sẽ làm cái này là bông dương này, cái này xuống. Đấy, thì sẽ tận dụng được cái khẩu này. Nếu mà cắt đi cũng được, nhưng mà thế thì nó sẽ phí mất cái khẩu này, rất là tiếc. Bây giờ tôi hạ xuống cái này thôi.
cái đoạn dây mới, cái này nó cũ hẳn, chậm níu thôi, níu dần xuống thôi. Tìm một cái đầu màu cây vừa nãy, cây vừa nãy tôi cắt bắn đi đâu rồi nhỉ? Thấy cái đầu màu không? Đầu màu vừa nãy cắt cái này không cắt đi đâu. Chìm nó vào đây. Đấy, tạm thời như thế. Mầm này lên làm ngọn là đây. Phần làm ngọn phần âm là lên rất hay các bác nhé. Đấy, sau những cái điểm lắc chuyển rất hay. Ủa, sorry các bác. Dầu má mọc rất nhiều. Mặt sau đây các bác. Ngon các bạn, ngon đấy. Ngon đấy, mạch việc có hết. Ok, cái này chỉ chỉnh vậy thôi. Quan trọng là chọn cái chậu đẹp, rất phê. Đấy, con các bác đã chiến xong em nó. Cái điểm hay nhất ở cây này là gì? Một cái dáng làng thì không nói rồi, nhưng mà nó rất hợp với cái chậu này, vừa khinh khít luôn, sinh ra để dành cho nhau. Cái chậu này lọt lòng 38 và lọt lòng 38 nhân với 28, còn phổ bì thì nó là 43 thì phải. Đấy, rất hợp và chậu rất là giá trị. Đúng cái gu mình thích thì nó tâm đắc lắm các bạn. Đấy, còn cái cây dáng làng thì tôi cũng rất là thích. Đấy. Tôi vừa hạ được cái này xuống cũng khá là ưng mắt. Cắt thu lại một chút cho nó rụt rịt. Cây phê đúng không bạn? Nhìn không phải đóng ghép gì đâu các bác nhá, hoàn toàn là zin tự nhiên nhá.
bệ thì nó còn đang bằng này, còn đang bằng này rất nhiều thế này. Đấy, và nó lắc được cái cổ, cổ này ra là lấy cái mầm âm, phần âm này dưới này rất hợp lý. Sau tôi ngóc lên làm ngọn, một tay bay ra đây, thế là xong các bác nhé. Đấy, làm rất đơn giản này, cao 25 phân các bác nhé, đến đây từ mặt chậu lên đây 25 phân. Đấy, bóng thì rộng gần bằng cái chậu này rồi. Đây, từ mép chậu này rồi ra đây, bên này tôi phải phóng thêm chút nữa cho nó cân bên này, bên này thì ổn định rồi. Đấy, các bạn các bác nhìn thấy không, cũng thích đúng không? Đấy, nhìn này, cục kịch, cắt giật cục kịch, cục kịch. Tôi vừa cắt giật cái miếng này, tôi tìm cái miếng này thì tôi chêm nó vào đây nhưng mà không biết nó bày đâu rồi, tí nữa tôi tìm sau. Đấy, các bác nhìn xem. Đấy, cắt giật cục kịch hết. Hôm sau đây. Đấy, thấy không? À đây, mặt sau đây. Các bác nhìn mặt sau này, bể dễ đầy đủ hết các bác nhé. Sau nó vách miếng nó xuống, cây này rất sướng, lá đẹp vô cùng, chất quầy khỏe. Nói chung là cái người ta chê thanh quầy là cái chất khó nuôi thôi, nhưng mà con nào mà đã dĩ nuôi mà bẻ mà khỏe như Nam Điền này thì đừng có chê nó, lá nó lại đẹp, đừng có chê. Chê là chê một số dòng xanh quê thôi, một số dòng nó dầm rất xấu và rất khó làm thì đúng là chê thật, có làm lên thì lá nó cũng rất là xấu. Đấy, chứ còn một số dòng xanh quê thì rất là giá trị. Có cái dòng nổi bệ, dòng mà điện hạt cũng nhiều loại các bác nhé. Điện hạt dòng này chất này. Đấy, ok, thế thôi, cái này không phải chỉnh sửa nhiều. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Mm.